hiệu trưởng của một trường trung học phổ thông có tiếng tại thành phố Huế vừa có đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan chức năng xin nghỉ hưu sớm trước khi bị kỷ luật mức cảnh cáo do để xảy ra những sai phạm trong quản lý, điều hành nhà trường. Sáng ngày 5 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Ngô Đức Thức, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng thành phố Huế, vừa có đơn gửi cơ quan chức năng xin nghỉ hưu sớm. Đáng chú ý, trước khi ông Thức làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, nơi ông này làm hiệu trưởng bị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thanh tra toàn diện do có những dấu hiệu sai phạm. Kết quả thanh tra cho thấy, ông Ngô Đức Thức để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong việc điều hành, quản lý thu chi tài chính. Với vai trò là người đứng đầu nhà trường, nhưng ông Ngô Đức Thức thiếu sâu sát, bao quát để xảy ra những vấn đề liên quan nội bộ cơ quan và vụ việc tạo dư luận không tốt, chưa thực sự phát huy vai trò dân chủ của tập thể cán bộ giáo viên. Đáng chú ý là vụ việc thầy giáo Nguyễn Đức Phong, giải môn thể dục, khóa tay, xô đẩy cô giáo Hồ Thị Tâm, giáo viên dạy bộ môn ngữ văn ra khỏi một lớp học trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm vào tháng 10 năm 2022. Liên quan sai phạm tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, ngoài cá nhân ông Ngô Đức Thức, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế còn xem xét kỷ luật ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó, cá nhân ông Nguyễn Đức Phong, người có hành vi ghìm tay đẩy nữ giáo viên ra khỏi lớp cũng vừa bị Hội đồng kỷ luật trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng xem xét thống nhất mức kỷ luật khiển trách. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, trước khi Sở công bố kết luận thanh tra và đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo, ông Ngô Đức Thức có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Được biết, thời gian công tác theo độ tuổi quy định đối với cán bộ công chức, viên chức của ông Thức chỉ còn khoảng 1 năm. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hiện đã trình Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xin chủ trương xem xét giải quyết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Ngô Đức Thức. Đồng thời, Sở đề nghị sẽ điều động hiệu trưởng từ một trường học trong tỉnh Thừa Thiên Huế đến thay ông Ngô Đức Thức làm hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Ngày 5 tháng 11, Ban Vận động tiếp nhận phân phối nguồn ủng hộ đóng góp từ nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các gia đình nạn nhân. Theo Ban Vận động, tại đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân trích từ nguồn ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã thực hiện hỗ trợ 6,126 tỷ đồng. Đợt 2 thực hiện hỗ trợ từ ngày 5 tháng 11 năm 2023, gồm hỗ trợ bổ sung một trường hợp sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ đợt 1 là 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà là 89,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho người còn sống đối với 88 người với số tiền 700 triệu đồng một người, tổng là 61,6 tỷ đồng. Hỗ trợ thờ cúng người tử vong cho thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng cho 56 người với số tiền 500 triệu đồng một người, tổng là 28 tỷ đồng. Hỗ trợ bay bài nạn nhân bị thương là 15,1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày cho 3 người với số tiền 300 triệu đồng một người, tổng số tiền 900 triệu đồng. Hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên cho 33 người với số tiền 400 triệu đồng một người, tổng 13,2 tỷ đồng. Hỗ trợ người bị thương nặng hiểm nghèo cho một người với số tiền 1 tỷ đồng. Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em 19,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ 2 tỷ đồng. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ em mất cha hoặc mẹ cho 4 cháu với 1 tỷ đồng một cháu. Tổng số tiền là 4 tỷ đồng. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi có cha mẹ còn sống là 22 cháu. Số tiền là 600 triệu đồng một cháu. Tổng số tiền 13,2 tỷ đồng. Tổng hỗ trợ đợt 2 là 123,94 tỷ đồng. Tổng cộng đợt 1 và đợt 2 hỗ trợ 130,12 tỷ đồng. Với số tiền còn lại là 2,221 tỷ đồng. Căn cứ khoản 7 điều 10 Nghị định 93/2021, Ban Vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo quy định. Trước đó vào tối qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo có rắn bò vào nhà dân tại số nhà 18, ngõ 50, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Lực lượng chức năng đã tới hiện trường và nhanh chóng khống chế, bắt một con rắn hổ mang lớn tại khu vực nhà tắm. Theo chủ nhà, vào tối cùng ngày khi mở cửa bật đèn đi vào nhà tắm thì bất ngờ phát hiện một con rắn hổ mang lớn nằm cuộn tròn trong góc tường. Do phát hiện kịp thời nên không ai trong gia đình bị rắn độc tấn công. Sáng ngày 5 tháng 11, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi xác minh làm rõ, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nam tài xế 49 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 23E-000XX về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.
trên quốc lộ 2 đoạn qua thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Với lỗi vi phạm vào sáng ngày 26 tháng 10 này, tài xế trên sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe 2-4 tháng. Làm việc với cơ quan công an, tài xế khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Người này trình bày do đầu đường đang thi công nên đã điều khiển xe đi nhầm sang làn ngược chiều ở đoạn đường có giải phân cách giữa cố định. Ông chủ quan nghĩ rằng nửa đêm vắng xe nên đi ngược chiều quãng đường đến 3 km. Đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đây là hành vi vi phạm vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông với mức độ thương vong lớn.